Ê, nó gặp mặt với nhau này, giờ này chơi tắm trò trò này trước này. Chúng ta phải mở cửa này ra này. Đây là cái con bắt đầu đang đứng đây nè. Con mặt này xem nào. Rồi đi đâu. Sao mà nó để cái này ra. Nó đang vào đây rồi này. À, chúng ta đi nhặt những cái chiếc đĩa. Chiếc đĩa này. Có rồi, đi xem đây. Còn quay phần này, kinh quá. Hai chiếc đĩa. Ba chiếc đĩa chúng ta nhặt đủ vài chiếc đĩa nha. Bốn chiếc. Để xem đây. Phải cần là chúng nó nhặt được 5 chiếc. Vừa đi qua. Đây. 6 chiếc. Xem ở đây một chiếc nữa. Phải gần lại chúng ta nhận được 7 chiếc là chúng ta đủ rồi. Con kia nó đang chạy kìa. Ấy nó đã chui vào cái lỗ đây rồi. Một lỗ dồn, hai lỗ dồn, 2, 4, 6, 7 đủ rồi. Chúng ta ăn vào đây. Chúng ta sẽ đợi em điên đến để bắt cho bạn Thúy nha. Chúng ta đi sửa sang bên đây. Chúng ta sẽ đi nhanh này. Chúng ta sẽ ăn vào đây này. Con này quay đây, nó đang dưới đây này. Thank you.
nên không thể cầm được một triệu bát đấy. Sẽ cho nó bắt luôn nha. Chạy
kết cuối cùng thôi. À, chúng ta chạy lại bóng đá này. Chúng ta chạy lại lần nữa. Còn một cái nữa mà nhằm phát là thua. Thôi thử video á. À, xin nhặt sơn á. À, chúng ta mở cái này là chúng ta sẽ cho con gà này chạy lên đấy là chúng ta thắng rồi nhá. Chúng ta sang chỗ tiếp theo thôi. Chỗ 4 này. Chỗ 4 này nhảy lúc nào nhảy. Cứ bình tĩnh nhưng chưa thể nào không cần nhảy ra được. Thank you.
của mình là ra gân thắng rồi mà còn lớn hơn. Quên nhầm xin lỗi nhá. Thôi đây thấy cái này hắn này không được nữa thì thôi đang nhầm. Không biết chọn nhầm có cái gì không. À. Wow.
vẫn lửa vẫn bùng bùng không sao. Chúng ta đã lên rồi. Cho nó ngủ chúng ta sẽ đi lấy cái viên kia. Đây, viên và sẽ lấy cái viên này. Thôi không chơi nữa, ngủ ngon thì ngủ.
ta cho vào cái chân này. Cái chỗ này nhạy đấy. Chỗ này. Trong cài đặt mở lại, cài lại. Này. Này. Nhưng sao mở lại rồi bây giờ mở lại bị thế? Chơi đấy đọc chơi đọc đầu nhặt những cái hồi đầu nhỉ. Xịt nữa là bị nó vồ đấy. Chà đu. Thấy rồi, con kia kia ở đây. Tôi phải chạy cẩn thận đấy, không nên nó vồ luôn. Đèn nó đây này. Cái thẻ đây không? Chúng ta phải chạy lên đây không? Kinh giờ còn cái vật kia nó đang đấy. Đỏ trắng vắng thì trắng xanh. Thế mà cũng vừa thật đấy. Cái trò này chơi suốt lâu mới thắng rồi, chưa thắng rồi đấy mà.
chơi riêng thì thắng luôn. Thank you.
con kia nó đang gặp đây rồi.